Sau đây ta sẽ đi vào chi tiết của bài Ý chiều chiều dân ca Nam Bộ. Lần thứ nhất thì các bạn thổi tự do theo cảm xúc của mình, ai cảm xúc như nào thổi thế. Nhưng tất nhiên nói như vậy thôi, nhưng ta không có kỹ thuật thì ta cũng không thể trình bày cảm xúc của chúng ta như thế nào. Đó là cái phương tiện để đưa cảm xúc của chúng ta đến với tai người nghe. Đó, sau đây sẽ là một số kỹ thuật, các cái câu thì chúng ta tự do, lần đầu tiên tự do như vậy. Đồ đồ pha son lá son. Đó, đồ đồ thì các bạn dồn trọng âm vào cái nốt đồ đằng sau và ta lấy lên, muốn lấy lên được cái nốt đồ này ta phải, các bạn nốt đô hai này các bạn phải bịt cả cái ngón trỏ này lại. Đó, như vậy. Lá rồi lấy bút xuống son. La son la son. Đó. Đó, nốt pha các bạn dùng thật sâu. Tiếp. Fa mi son do, nốt pha này ta lại dùng sâu. Đó. La son fa son. Xong lại son do. Đó. Đấy, ngoài ra thì còn một cách thổi khác. Fa mi son mi do. Đó, xuống nốt mi. Lại lấy lên và lại úp nó này lại. Đó. Đô la son fa. Đó, thì đô. Đó, xong ta có thể có nhiều cách thổi khác nhau. Đó là kiểu đầu tiên, kiểu thứ hai là có thể là đô fa mi. Đô fa mi son. La son fa son. Son lấy lên một úp thứ pha. Lại rung nốt pha tiếp. Tiếp. La son fa mi do fa son la son. Lá son này lấy rền này. Mi lá son. Với nốt lá ta có từ nốt mi lên. Son do la, son do la, son mi fa. Đó. La son là son do la. Lấy lên. Mi thì pha xuống. Đó. Rất nhiều kiểu khác nhau, nó pha ta có thể dùng từ tất thả nhẹ nhàng từ mi lên hoặc là nhớ nốt pha là phải rung, không rung thì sẽ không ra được cái chất của cái bài này. Đó, chiều chiều ra đứng tây lầu tây. Đó, phải rung như vậy thì mới ra được cái chất nó hơi buồn, nó hơi thảm thương một chút. Đó, tiếp rê pha son rê đồ sòn. Rê thì từ đồ lên, sòn thì từ pha lên. La sòn pha sòn.
lên. Đó, nốt ta pha lại luôn đấy. Son đô pha, son đô đô. Son pha. Son đô son pha rồi lại pha son. Lại son đô đô. Đó, thì có thể lấy lên đây. Tiếp. Son la la, son đô la, son mi fa. Đấy, hoặc là mi son fa. Đó, đó là toàn bộ cái bài Đính chiều chiều. Khi mà ta thổi tự do thì các bạn thổi theo cảm xúc của mình. Tuy nhiên thì vào bài thì nó sẽ có effect, thì các bạn thì thổi cũng vẫn như là những cái ngón luyến láy thôi, đơn giản mà. Ví dụ mình thì thôi. Đặc biệt chú ý, nốt pha không rung thì coi như các bạn chưa chơi được cái bài này. Nốt pha phải rung. Có thể thổi mộc mạc, ví dụ mình sẽ bỏ bớt lược, bớt ngón đi rồi mình chơi thật mộc mạc ở cái bài này. Nhưng nốt pha phải rung thì nó vẫn ra chất. Điều quan trọng là phải ra chất, chứ không phải các bạn thổi đúng nốt đó là hoàn thành tác phẩm, hoàn thành một cái ca khúc hay hoàn thành một cái làn điệu dân ca. Đó, chơi sáo là quan trọng là phải ra chất, không phải chạy tiết mù là chúng ta cảm thấy là chúng ta đã quá đẳng cấp. Quan trọng là ta phải làm được cái bài đấy ra theo đúng được cái tinh thần của tác giả hay là của cái làn điệu dân ca bắt buộc. Đó, điều đó là điều quan trọng nhất, chứ không phải là các bạn cứ chạy theo, cứ đuổi theo đánh lưỡi kép hay là phi lưỡi hay là vân vân nhạc nước ngoài, không để làm gì cả. Hãy bắt đầu từ những cái chất liệu rất thực tế ở trong những cái bài này. Nếu các bạn làm tốt rồi thì một ngày đẹp trời nào đấy các bạn sẽ tự làm được những cái ngón kỹ thuật cao hơn. Không, một ngày không làm được thì 10 ngày không làm được, thậm chí là 10 năm ta sẽ làm được. Chạy thì tập nhiều rồi cũng sẽ chạy được đó, nhưng chất liệu có những người hàng chục năm vẫn không thể thể hiện ra được, bởi vì các bạn đã bỏ mất thời gian, đã đốt cháy hết những giai đoạn, không để tâm đến nó thì nó cũng sẽ chẳng để tâm đến mình. Mình không yêu thương nó sẽ không yêu thương mình. Chúc các bạn chơi cái bài Đi chiều chiều ở này thật là tốt. Đó là một cái bài rất hay. Xin chào và hẹn gặp lại.